Về quan hệ từ vuông góc đến song song, ở đây chúng ta có định lý như sau. Ví dụ đây là A, đây là B và đây là một đường thẳng C. Ở đây ta ký hiệu là vuông góc. Và ở đây có các định lý như sau. Thứ nhất, nếu như ta có A mà vuông góc với C, B vuông góc với C, thì từ đây chúng ta suy ra A song song với B. Và ở đây chúng ta cũng ghi là quan hệ từ vuông góc đến song song. Nếu như ta có A mà song song với B và A lại vuông góc với C, thì chúng ta sẽ suy ra B cũng vuông góc với C. Ở đây cũng là quan hệ từ vuông góc đến song song. Và nếu như chúng ta có A song song với B và A lại vuông góc với và B lại vuông góc với C, suy ra A sẽ vuông góc với C. Ở đây cũng chú thích đó là quan hệ từ vuông góc đến song song. Và ở đây chúng ta nhìn thật kỹ. Thứ nhất, có A vuông góc với C, B vuông góc với C và A song song với B. Vậy cứ hai yếu tố sẽ tạo ra một yếu tố thứ ba. Nếu hai cái vuông góc sẽ tạo ra cái song song. Nếu một cái song song, một cái vuông góc sẽ tạo ra cái đường, hai đường còn lại vuông góc với nhau. Và tương tự ở đây cũng vậy. Vậy nhớ như vậy thì khi chúng ta làm vào bài thì nó sẽ rất là dễ dàng. Và tất cả những cái chỗ này chúng ta đều chú thích là quan hệ từ vuông góc đến song song. Và trong một số trường hợp, ví dụ như ở đây, người ta không ký hiệu là A nhỏ, AB chẳng hạn, CD chẳng hạn. Đấy, và cái này là MN. Đấy, và nếu như ở đây cũng vuông và ở đây cũng vuông, thì chúng ta cũng hiểu như vậy. Ở đây qua hai điểm thì ta xác định một đường thẳng. Và ở đây ta sẽ viết rằng AB vuông góc với MN, CD cũng vuông góc với MN. Và từ đó chúng ta suy ra AB song song với CD. Và ở đây chúng ta cũng chú thích là quan hệ từ vuông góc đến song song. Ở đây ta làm hai bài tập. Bài thứ nhất, cho hình vẽ AB đường thẳng C vuông góc với cả hai đường. Và cho góc M1 bằng 30 độ, yêu cầu tính N2. Và một bài thứ hai là cho A và B, trong đó A vuông góc với C, còn B thì chưa biết và bây giờ yêu cầu tính góc tại đây. Và đường thẳng D cắt A và B tại hai điểm M và N, trong đó M1 bằng 30 độ và N2 bằng 150 độ. Vậy ở đây ta sẽ làm như thế nào? Ta giải quyết bài 1 trước. Đối với bài số 1, bài số 1, vậy ở đây ta cần tính góc N2. Và ta muốn tính góc N2, ta thấy rằng hai cái đường này là hai đường song song. Và nếu như ta để ý thấy cái M1, ta biết rồi. Vậy nếu như ta có thể tính được cái góc M2, vậy là hiển nhiên là M2 rất dễ dàng tính được. Vì M2 và M1 là hai góc ở vị trí đối đỉnh, cho nên M2 trong trường hợp này cũng bằng 30 độ. Và muốn tính được M2 thì và muốn tính được N2 thì ta phải dựa vào M2. Vậy hai góc này là hai góc ở vị trí trong cùng phía. Nếu như ta khẳng định được A song song với B thì ta có thể dễ dàng tính được góc N2. Và A song song với B hay không? Ở đây chúng ta nhìn thấy hai góc vuông và chúng ta hiển nhiên kết luận rằng A song song với B. Đấy, vậy hướng chứng minh là như vậy. Bây giờ chúng ta trình bày như sau. Lời giải cho bài số 1 như sau. Ta có A vuông góc với C và B vuông góc với C. Nếu như ta ghi giả, nếu ở trong đây ta ghi giả thiết kết luận thì ta sẽ ghi là giả thiết. Đấy, còn nếu không ta sẽ ghi theo đề bài. Ở dưới này ghi đề bài. Và kết hợp hai thông tin này chúng ta suy ra A song song với B. Đấy, cái này được gọi là quan hệ từ vuông góc đến song song. Và rất là may mắn là chúng ta đã chứng tỏ được A song song với B. Thì từ đó chúng ta rất dễ dàng tính được N2. Và trước khi tính N2 ta sẽ phải tính M2 trước. Vậy ta có M1 bằng M2. Và ở đây chúng ta mở ngoặc căn cứ là hai góc đối đỉnh. Mà cái M1 theo đề bài cho
bằng 30 độ. Cái này theo đề bài. Ta sẽ suy ra M2 cũng bằng 30 độ. Và sau khi tính được M2 thì bây giờ ta có A song song với B chứng minh trên. Thì ta sẽ suy ra góc M2 cộng với N2 bằng 180 độ. Vì sao? Vì M2 và N2 nó ở vị trí trong cùng phía. Hai đường thẳng A và B lại song song với nhau. Suy ra tổng hai góc ở vị trí trong cùng phía của hai đường thẳng song song bằng 180 độ. Vậy đây ta ghi là hai góc trong cùng phía và sau khi ta thay thế M2 vào đây ta có 30 độ cộng với N2 bằng 180 độ và từ đó ta dễ dàng tính được N2 bằng 180 độ trừ 30 độ bằng 150 độ. Đấy, vậy là cái lời giải, đây là lời giải cho bài số 1. Còn bài số 2 ta giải như sau. Bài số 2 thì nó hơi ngược với bài số 1. Bài số 2 là yêu cầu chúng ta tính góc ở đây. Và trước mà muốn tính góc ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy đề bài, chúng ta thấy rằng ta có A vuông góc với C. Nếu muốn ở đây chúng ta nhìn bằng trực quan chúng ta dễ dàng nhận biết được cái góc này là bằng 90 độ. Vậy ta nghĩ đến việc là chứng minh C vuông góc với B. Và muốn C vuông góc với B mà C lại vuông góc với A thì ta phải cần chứng minh A song song với B. Và khi tìm cách chứng minh A song song với B thì ta nhìn vào ở phía cái đường thẳng D nó cắt A và B. Vậy ta thấy rằng M1 bằng 30 độ và N2 bằng 150 độ. Vậy từ các thông tin này ta có thể chứng minh được A song song với B hay không? Ở đây ta thấy M1 bằng 30 độ, ta cũng dễ dàng tính được M2 vì M2 và vuông 1 là hai góc đối đỉnh. Vậy ở đây lời giải như sau này. Ta thấy M1 bằng M2, ở đây là hai góc đối đỉnh. Và góc M1 bằng 30 độ. Vậy thì suy ra góc M2 cũng bằng 30 độ. Và chúng ta thấy M2 bằng 30 độ, N2 theo đề bài cho là 150 độ. Chúng ta thử cộng vào, chúng ta thấy M2 cộng với N2 bằng 30 độ cộng 150 độ bằng 180 độ. Vậy là hai góc này nó có tổng bằng 180 độ. Ta tính toán được. Và cái góc M2 và N2 theo chúng ta quan sát được ở trên hình thì nó là hai góc ở vị trí trong cùng phía. Và vì vậy chúng ta sẽ suy ra A song song với B. Cái này có thể chúng ta ghi là dấu hiệu nhận biết. Và sau khi có được A song song với B rồi thì ở đây ta quan sát thấy A vuông góc với C. Đấy, thì chúng ta nhớ lại cái quan hệ từ vuông góc đến song song thì khẳng định B sẽ vuông góc với C. Đấy. Vậy ở đây A song song với B ta có lại A vuông góc với C. Cái này là ghi theo đề bài. Và kết hợp hai thông tin này chúng ta suy ra B vuông góc với C. Và trong trường hợp này chúng ta chú thích ở dưới đó là quan hệ từ vuông góc đến song song. Và nếu như đề bài họ chỉ hỏi chấm ở đây thôi. Đấy, họ không cho điểm, chúng ta có thể tự gọi điểm. Chúng ta có thể gọi điểm đây là điểm B. Đấy, và chúng ta suy ra góc CBN bằng 90 độ. Vì B vuông góc với C. Đấy, cho nên góc CBN, góc B là góc mà chúng ta quan tâm, cho nên B viết cái điểm B viết ở giữa. C viết một đầu và N viết một đầu. CBN là CBN bằng 90 độ. Ta có thể đọc ngược lại là NBC bằng 90 độ cũng được.